Luật chia sẻ trong vũ trụ. Chấn. Tôi xin hỏi về các chiều không gian. Trong vật lý học có định luật nói rằng năng lực chấn động thấp luôn luôn đi lên chấn động cao. Cho nên tôi thắc mắc rằng đôi khi chúng ta trà trộn với những người không tâm ấn, sự thiền định của chúng ta bị ảnh hưởng. Không biết luật này còn đúng không? Là chấn động thấp đi lên chấn động cao. Sư phụ. Không. Không. Chấn động cao đi xuống chấn động thấp. Cái thấp không thể đi lên, chỉ có cái cao đi xuống được thôi. Chấn động của quý vị đi xuống. Điều quý vị thắc mắc là gì? Nó đi lên hay đi xuống hả? Vấn. Dạ không. Con thắc mắc là bởi vì chúng ta thiền và được truyền tâm ấn, như vậy có giúp người khác đi lên không? Hay là nó cũng kéo chúng ta tuột xuống? Sư phụ. Có. Cả hai chiều. Muốn giúp họ lên, quý vị trước hết phải xuống. Chấn. Con biết đôi khi nó ảnh hưởng con trong lúc thiền, nhưng con thắc mắc nó có thực sự kéo đẳng cấp của mình xuống hay chỉ là sự trao đổi nghiệp quả một cách tự nhiên với những người chúng ta trà trộn. Sư phụ. Nếu nói theo kiểu buôn bán thì quý vị có mất, nhưng sẽ được bồi đắp lại nếu quý vị đủ mạnh. Đôi khi nếu không đủ mạnh, chúng ta sẽ bị người khác kéo xuống trong một thời gian rất rất là lâu. Cho nên phải ráng sao để nhà kho của quý vị có nhiều lực gia trì. Vì thế mà quý vị phải tọa thiền mỗi ngày. Nếu không, quý vị đã thành Phật rồi, hoặc nhớ ra mình là Phật rồi. Đâu cần đến đây, đâu cần gặp tôi. Quý vị sẽ cảm thấy không còn bất cứ điều gì nếu quý vị không phải cho người khác bất cứ gì. Vì thế chúng ta mới ở đây. Chúng ta không thể tới thế giới này dùng rất nhiều thực phẩm, ăn uống, làm đủ mọi thứ, lớn lên, rồi gặp minh sư dạy dỗ quý vị gì đó, rồi nói thế là xong, giờ quý vị tự mình lo lấy nhé. Quý vị phải làm gì đó một cách tự động, cũng như tiền điện hay tiền nước tự động khấu trừ từ trương mục của quý vị vì quý vị đã sử dụng điện, nước. Thật ra, những thứ chúng ta xài trong thế giới này là vật chất, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể đền trả bằng tâm linh. Như vậy cũng được. Chúng ta đều là anh chị em với nhau. Chúng ta cho, không sao. Vấn. Vậy nếu khi nào chúng ta cảm thấy hơi bị kéo xuống thì chỉ cần thiền thêm và hy vọng sẽ trở lên lại. Sư phụ. Phải, dĩ nhiên. Thiền thêm hoặc mặc nó, kệ nó. Đây là hệ thống tốt nhất. Người có nên cho người không có, bất kể đó là vật chất hay tâm linh. Mọi thế giới phải nên như vậy. Thế giới chúng ta quá cạn kiệt, quá lụng bại, quá nhiều đau khổ vì con người không cho ra. Vì người có không cho người không có, ngay cả về vật chất. Cho nên chúng ta mới khổ như vậy. Vì thế chúng ta nên thay đổi. Có lẽ chúng ta không thể thay đổi cả thế giới, nhưng ít nhất cũng thay đổi chính mình. Thay đổi môi trường chung quanh để chúng ta, anh chị em chúng ta sống trong thiên đàng. Thiên đàng bên trong biết rằng chúng ta tốt, biết rằng chúng ta làm những việc nên làm. Khi nào thế giới trở thành giống như chúng ta bây giờ, chỉ nói về vật chất thôi, lúc đó thế giới sẽ không bao giờ bị đói kém, chiến tranh hay thiên tai nữa. Dù có thiên tai, chúng ta nên nhanh chóng giúp đỡ nhau. Trong thế giới này, không ai phải đói nếu chúng ta sống theo hệ thống tự động này, cách mà chúng ta đang làm đối với tài sản tâm linh của mình. Chúng ta có lực gia trì bên trong, mà thậm chí không nghĩ tới. Chúng ta cho người khác một cách tự động. Như đôi khi quý vị đến nhà thương hay chỗ nào để thăm người nào đó, chỉ ngồi đó không làm gì cả, họ cũng cảm thấy khỏe hơn vì quý vị mang theo sự gia trì và họ lấy đi. Đó là hệ thống của vũ trụ. Người có phải cho người không. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm Thượng Đế. Thượng Đế chỉ là như vậy thôi, vì đó là tình thương. Trong vũ trụ không có gì khác ngoài tình thương vô điều kiện. Đó là điều quan trọng nhất. Nếu không thể học bài học đó, chúng ta sẽ không bao giờ đi tới đâu cả. Chúng ta sẽ phải trở lại nữa. Lần nữa, rồi lần nữa. Và cảm thấy hối hận, cảm thấy buồn. Cho tới khi nào chúng ta quả thật
làm những gì chúng ta phải làm mới thôi. Nếu không biết, không sao. Nhưng nếu biết mà không làm, chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn. Quý vị biết mà. Vâng, khi con ở cạnh đồng tu, dù biết hay không biết nói chuyện với họ, dù họ là người Trung Hoa hay Âu Lạc, con cũng cảm thấy dễ chịu như ở nhà, và đó là gia đình. Con cảm thấy pháp hỷ tràn đầy, cho nên qua trực giác con tự nhiên biết được là gần gũi đồng tu tâm linh, con thăng hoa hơn. Và khi ở cạnh những người không tâm ấn, nhiều khi con cảm thấy tiêu hao, kiệt quệ, cho nên con thắc mắc là như vậy có hại cho sự tu hành không nếu con gần gũi với những người không tâm ấn? Hay đó chỉ là một tiến trình tự nhiên mà con nên làm trong lúc tu hành ở đây? Sư phụ: Ồ, cứ kệ nó, quý vị không thể tránh người ta. Hơn nữa, chúng ta tu hành không phải để tích trữ tất cả gia trì cho riêng mình, cho nên cứ ở gần họ, đi chơi với người nào quý vị phải đi. Hãy vui là quý vị không chỉ có những người không đồng tu trong thế giới này mà cũng có đồng tu. Phải suy nghĩ như vậy. Rồi quý vị có thể họp mặt, an ủi nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Rồi đi ra ngoài ban bố cho thế giới, bị đấm, bị đá, rồi trở lại. Chúng ta may mắn lắm. Có một đại gia đình, có người cho chúng ta chia sẻ cùng lý tưởng, cùng ý thích, hiểu chúng ta, giúp và nâng đỡ chúng ta. Những người thành thật, có lòng thành đối với chúng ta. Đó là niềm an ủi rất lớn. Những người ngoài kia không được như vậy. Nên hãy ra ngoài nhiều hơn. Cho họ biết quý vị tốt như thế nào. Cho họ thấy vẫn còn có những người đáng tin cậy. Hãy làm tấm gương, rồi họ theo hay không theo quý vị. Đó là vấn đề của họ. Sao phải trốn? Không sao, cứ việc đi chơi. Tôi đi khắp nơi, không phải chỉ quanh quẩn nơi đây thôi. Tôi rất vui khi gặp quý vị, nhưng tôi cũng đi khắp nơi. Quý vị nghĩ sao? Tôi ở khách sạn, ăn nhà hàng Dennis, đi uống cà phê bình dân. Có khi đi McDonald's, ăn khoai chiên và bánh táo. Thật ra tôi đi khắp mọi nơi. Thậm chí tôi không nghĩ là tới chỗ này sẽ bị rắc rối hay không gặp rắc rối. Cứ đi thôi. Nơi đâu cũng là của Thượng Đế. Nơi đâu cũng là nhà của quý vị. Tại sao phải kiếm công đức? Nếu không có đủ công đức tu hành của chúng ta sẽ bị trừ đi và đẳng cấp tâm linh sẽ tự động hạ xuống. Đồng thời trong kiếp này, nếu không có công đức, đời sống của chúng ta cũng sẽ thế nào đó, bị sắp xếp để chúng ta có quả báo xấu, có những điều ghê gớm xảy ra cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải có công đức để tự bảo vệ và cũng để nâng cao đẳng cấp tu hành của mình. Bởi vì điểm càng cao thì cảnh giới tâm linh càng cao. Ít nhất, công đức tâm linh của chúng ta sẽ không bị khấu trừ. Cho nên, nếu quý vị có thêm điểm tâm linh do việc làm của mình, thì đẳng cấp tâm linh của quý vị sẽ cao hơn. Nghĩa là gần hơn với phẩm chất Thượng Đế nguyên thủy. Khi chúng ta mất điểm, chúng ta hạ thấp đẳng cấp tu hành của mình, nghĩa là gần hơn với đẳng cấp thấp, cảnh giới thấp kém. Đó là lý do chúng ta phải kiếm công đức. Bởi vì đẳng cấp tu hành càng cao, thì càng gần Thượng Đế, càng gần thiên đàng hơn. Bởi vì nếu không kiếm công đức, chúng ta sẽ tiếp tục mất công đức, và rồi cũng sẽ trở nên xấu bên trong. Không chỉ mất công đức, mà phẩm chất của chúng ta sẽ thay đổi. Nếu không có công đức tốt, chúng ta sẽ trở nên xấu. Và nếu có nhiều xấu hơn tốt, thì chúng ta là tai họa cho chính mình và người khác. Xem truyền hình hay Internet trả giá rất đắt. Xem truyền hình hay Internet cũng trả giá rất đắt, nên quý vị đừng dán mắt vào đó. Cái gì cần mới xem thôi. Tôi không xem gì hết. Họ có để TV nhỏ trong hang động của tôi, nhưng mà tôi không xem. Ở đâu họ cũng để TV, nhưng tôi không xem gì cả. Tôi không có thời gian và cũng không hứng thú. Nếu xem thì lát nữa tôi phải ngồi thiền thêm, vì cái giá rất cao. Với quý vị thì cái giá ít hơn. Tuy nhiên quý vị cũng phải thiền nhiều hơn bình thường thì mới có thể hóa giải được. Bởi vì những người trong truyền hình, Internet thường lo lắng rất nhiều, cạnh tranh rất nhiều, áp lực rất lớn.
Nên mình xem họ hay hành động của họ là mình đang câu thông với họ, thì sẽ mở đường cho lực lượng phủ định đi vào. Cho nên, đôi khi quý vị bị ác mộng, hay là nằm mơ lung tung, hay là ngồi thiền không định. Xem một chút thì không sao, khoảng nửa tiếng, một tiếng thì được. Trừ khi đó là công việc của quý vị, không còn cách nào khác thì niệm hồng danh nhiều hơn và ngồi thiền nhiều hơn. Thế giới này không có gì hay ho cả, toàn là trả giá rất đắt. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các chương trình trên truyền hình Vô Thượng Sư.